Rồi, em xin chào nhà nha. Em lên chỗ nhà con Senko Calendar nha. Calendar là lịch vạn niên nha. Con này thì bản full thép ha. Full thép đúc toàn thân luôn. Độ mới cao. Mấy dòng này chuẩn nội địa Nhật nha. Phay sớt 4 góc còn. Kính zin nha. Kính zin không còn đẹp nha. Có chấm nhẹ nhẹ ở đây không thành vấn đề ha. Còn lại thì ok, không có trầy xước nhiều nha. Có lớp gốc 3 giờ nè, cọc số nó nha, thiết kế là cọc số dạng như đá đen nha, rất đẹp luôn. Mấy dòng Senco thiết kế mấy cọc số đẹp nè, mặt của nó ở trong như mặt cát. Bên hông ở đây bản thép đúc ha, dây khóa zin hết, khóa dập hiệu này, dòng calendar lịch vạn niên nha, chuẩn nội địa Nhật hết, mắc in Japan nè. Mấy dòng này mắc in Japan, máy có chân kính nha. Thì mấy dòng này em cứ hướng dẫn chỉnh giờ nha, chỉnh giờ rất đơn giản vậy. Nó anh em nào mà có thường xuyên xem kênh em biết mấy dòng này rồi. Mấy dòng này em chỉnh giờ hướng dẫn hết. Lên tay 17 nè. Dây thì 18 vừa vừa vừa, vừa tay 18 ha. Rất là ôm. Anh em tay 15 16 là đeo vẫn ok nha, đừng có sợ lo là nó to ha, tự nó càng nó là cúp nha. Càng nó ôm nha, nè, lên tay 7 là ôm vậy nè. Nói chung thiết kế càng cúp á, tay nào đeo cũng được. Dây thì dây dài còn 18 ha, lên tay nó đẹp luôn. Rồi con này thì xoay ngang của nó là 39 nha, xoay thần tài luôn nha, càng luôn là 47, mỏng thì 9 ly 6 nha, độ mới ok ha. Con này thì em để em test cái chỉnh ngày chỉnh giờ cho ở nhà xem ha. Thì năm 2023 nha, thì cái kim dây nó sẽ chạy 15 giây ha, rồi bắt đầu là nay tháng tháng 6 rồi. Thì cái này nó trùng luôn, nó trùng nên nên hơi khó khó chỉnh xíu, rồi em sẽ qua chỉnh qua ngày cái test cho nhà xem ha. Qua tháng qua ngày ngày 7 đi. Nay qua ngày 7 đi. Em test qua ngày 7. Có gì chút mình xe lại bình thường cái lịch 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 nó nhà hai là mình chỉnh 24 giờ là bước qua lịch ha, là lịch vạn niên nè, nè. Rồi 24 giờ nè, nhảy nè. Nhảy qua ngày mới nè, ngày 7 nè. Đó, hoặc là mình chỉnh ngược lại, chạy ngược lại nè. Nó lịch vạn niên đó nha. Có nhiều anh em không biết chỉnh nha, nhiều anh em không biết chỉnh là chỉnh tầm bậy bạ, mở máy ra chỉnh giờ cho người ta luôn mới ghê. Rồi vô em chọn ngày 7 đi. Rồi rồi để em test cho nhà xem dễ dễ ha. Rồi đóng vô nè, kim chạy lại. Rồi năm 2023 là kim nó sẽ chạy 15 giây ha. Em cho tới chỗ này cái kéo ra đẩy vô nha. Đó. 5 nè, 10 nè, 15 nè. Rồi bắt đầu chạy tới tháng 6 nè. Chạy tới tháng 6 là ngưng đó nha. Tháng 6 ngưng xong bắt đầu chạy qua ngày 7. Đó. Tức là năm 2023 là chạy 3 15 giây nè, bắt đầu là lịch nó sẽ ngưng ở số 6, là tức là tháng 6 bắt đầu nó chạy lại ngày. Ngày là bắt đầu nhảy lên ngày 7 ha. Nó bắt đầu kim chạy lại bình thường. Tức là năm 2023 tháng 6 ngày 7. Đó. Tháng số 6 ngưng nè. Lịch vạn niên nha, nó tự động chạy nè. Có nhiều anh em không biết á, đi chỉnh tùm lum hết đó. Đó, thứ sáu ngưng nè, rồi bắt đầu chạy lên ngày 7 nè. Đó, chạy lên ngày 7 rồi kim chạy lại bình thường. Đó là cách nha, cách mình test lệnh lịch vạn niên với chỉnh ngày tháng năm đúng nha. Thì lịch vạn niên á, mình chỉnh ở vậy đúng rồi nha. Thì cái tháng mà 28, 29, 30 không có ngày 31 sẽ bước qua ngày 1 luôn. Đó, đó là cách chỉnh lịch vạn niên nha. Rồi em share lại cái ngày cho chính xác, chỉnh đúng giờ luôn nha. Rồi em muốn chỉnh thì dù lỡ hút ngày 7 nè, em chỉnh là ngày 6 nè. Đó, ngày 6 nè, nó rất là hay luôn. Rồi bắt đầu là buổi sáng ngày 6 nha nha, mình lưu ý khúc này nè. Nếu mình xe qua 12 tiếng lại ha, xe ngược lại. Rồi hiện tại là đang là 11 giờ 18 phút nè, 18 phút chỉnh tới đây. Đó. Rồi xong rồi đúng nó đẩy vô thôi. Đơn giản á nha, đơn giản chứ không có gì khó nha. Rồi con này bản thép đúc, độ mới ok rồi. Anh em nào thích sưu tầm mà dòng Senco, dòng cao cấp á. Đó, chuẩn nội địa Nhật là chốt mấy này là đúng luôn. Rồi con này em bán là 950 ha, 950k mã 0880 nha. 950k mã 0880 ha, cho con Senco nội địa Nhật. Độ mới cao nha. Kính còn đẹp luôn. Rồi ai cướp con này chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em mới chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.